mình đang xả xăng với cái chiếc 737 rồi. Tối xả xăng mình thay xăng mới. Xả ở đây một cái bero, rồi đó một cái bero, ở bên đây một cái bero, là ba cái bero. Là cái bình xăng này ở bụng, ở xăng bình xăng chính. Ở bên đó là cánh bên trái, ở bên đây là cánh bên phải. Mình xả ngay cái lỗ này. Xăng máy bay nó giống như là dầu hôi gì đó, chứ không phải dầu đi rồ. Bây giờ cái này nó đầy rồi nè. Bây giờ mình lấy ra. Giống cái dầu đi rồ. Bây giờ mình đẩy ra đây, mình bơm lên cái bình xăng xe bồn mà ha. Nắp đậy lên để nó văng áo vô. Thì mình lấy cái dây này mình đem lên cái nóc bồn đó. Lên đây mình bỏ cái dây này vô. Đó, cái bình xăng mà đó, xăng nó dầu giống như dầu lửa trắng bên Việt Nam vậy nè. Mình đang ở trên cái bồn, giờ mình xuống mình lấy cái đó, mình thọc vô đó, mình bơm lên. Đây là chiếc 757 nè. Chiếc này chiếc 757 nó sửa xong rồi, giờ nó ra đó nó nằm. Chiếc đó 707, 727, 56 chiếc kia đó. Còn bên kia là cái phi trường. Phi trường này của mình là Golden Eye. Còn mình văng luôn. Chiếc xăng chiếc này là chiếc 737. Xăng lên đó, còn cái xăng mình bơm lại nó đây, nó giống như dầu lửa trắng như Việt Nam. Mình tăng cho nó bơm mạnh lên. Xong rồi cho nó lượt cặn rồi lại hết, xong rồi nó refill trở lại, nó refill trở lại chiếc máy bay. Chiếc này là chiếc 737 mình đang mua xả xăng. Con người đang làm đuôi. Thôi mình tắt video đầy để mình làm cái clip khác.